gì vậy? Quay quan cảnh mọi người kể xem. Này còn gì để hỏi không? Để coi cái chút làm sao nha, cái lời lẽ đó sao nha. Chút cho đàng hoàng. Rồi nó mới vui vẻ, càng ngày càng đẹp. Rồi. Là bán tài. Rồi. Rồi nó mới vui vẻ. Nó bán bán tài, ngày càng trẻ. Rồi, đó rồi, mẹ mẹ, năm nay không có cái giải chút hay á mẹ. Rồi sao, đó rồi. Chút lại giống nội nói không chứ hồi nãy á. Năm ngoái có phát giải chút hay đó mẹ. Năm nay phát giải chút hay luôn đi. Chúc bà nội là luôn luôn hoan hỷ, làm ăn cho thôi con quên bài. Quên bài. Thôi, để từ từ. Từ từ chút ra lấy tiền là nữa. Ôi cái cây này mau lớn ghê không mọi người. Cây táo mau lớn ghê hả Thi Mút? Quên cắt lên á. Ôi. Cái cắt nó đẹp lắm á. Đẹp quá hả? Đây quay là quay quên cắt. Ra lục tỉa, ra lục tỉa. Dạ. Đốt nhang cho ông nội bà nội chồng. Xỉn rồi đó. Sao mày không điện thoại mày kêu? Không tính đi ngoài đất nhiên. Ông chạy mấy ủa giờ mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được một chứ bảy thì chú biết sao đâu. Cán bộ ở đây nhậu cán bộ khó lắm. Có em nữa, em đánh thêm con em nữa. Con nữa hả? Dạ, 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 dạ. Không nói gách là đưa lại, lấy gách là lại. Cảm ơn anh bà hộ khẩu em bây giờ là tới nặng ngự. Dạ. Lại cũng chết. Hậu ba đứa, mà không có đứa nào đi từ mình chưa vậy á. Của cô Bảy gần mé sông, cây mai nè cũng có bông quá trời. Hôm nay thời tiết lộn xà ngầu quá trời. Không biết. Lục bình nhông sạch. Ôi lục bình trôi nha. Ủa nó cho mạnh dữ gì đó hả? Con quay phim tí thôi. Trời ơi bạn hồ đồ dễ thương quá. Con tí quá. Mẹ
em chi một buổi là em thấy nó đúng rồi. Từ cái cháu lên là lên tuổi không có tiền như bạn đâu, đi nuôi mấy chục năm trời đã rồi giờ đi khám. Chị thấy chụp hình rồi nó đăng lên hai cho con nó nằm rồi. Không ai nói được. Không ai nói được tới năm giờ mấy anh không có điện nghe. Ủa thằng Mai đâu vậy? Ở bển kìa. Quay cái mặt nó xấu cái mẹ quay hoài. Ở bển kìa. Anh ơi. Thấy gì chứ màu lớn lắm hả cô Hai không? Chơi em chút đi. Quay. Đi. Mới qua đó. Qua chơi em chút đi. Qua chơi con chứ. Ủa mấy qua chứ không qua đâu. Ơi, cái cầm gì khóc lóc luôn à. Gì vậy thỏ? Ê. Nhậu chiều nay anh nghe anh. Áo bánh vô đó trái dò nè luôn. Đó, tốt. Đi. Đâu có chạy xe gì đâu. Nội ra. Nó ăn cũng nhiều lắm á. Nó ăn cơm á. Ồ, cái gì vậy? Phải nào. Chết rồi sao vậy? Chết cái á. Chết rồi, thỏ mùa hết rồi. Trời ơi, có chút xíu. Mà biết nhiên mượn đi qua hết. Mà dài hết trơn. Qua chỗ nào cũng hết rồi. Qua chỗ không nữa. Qua liền. Đi đi. Chị hai. Thôi đi đi. Chị hai đi. Quỷ vậy. Hai quá vậy ơi. Không có giữ hai đứa nhỏ rồi. Trời ơi trời mình với nhau không à chị hai ơi. Nó dẻo quá mày nhiều lắm á chuyện vậy đó. Quánh bài hôm tới sáng rồi tao không có ngủ nghe gì được. Trời cái năng trộm dùng. Ừ. Tao để cửa ra đến ngủ cái gì đâu. Cô hai giúp cô hai năm mới nhiều sức khỏe. Trời ơi. Nãy không có đi xì giấm ba rồi. Đi xì lấy lọc. Rồi lấy lọc cảm ơn con. Dạ. Nói chuyện với thôi nha. Đang 5 năm nữa cưới vợ nữa nè. Thế năm sau hả thầy? Con qua bệnh trước em qua. Năm sau cưới vợ hả? Thế 5 năm lâu quá, cái tay của nó tao lụm cụm dữ rồi. Chị chỉnh có thằng Tài như ý ha. Thằng Thiện nó hơi hiền hơn. Chị ơi. Trời ơi, nói gì chứ nó uống rượu vô ngồi nín thinh nó có nói chuyện cái gì đâu. Thấy chị thấy gì chứ. Anh về hả? Con bé nó hiền. Trai thì thượng trai ê đây con ba kìa đâu ba đâu ba nào ba nào cho mẹ ăn tắm nữa. Nó hết luôn rồi. Gia đình hay tắm luôn. À, để đây em tắm cho mẹ nữa. Đi đúng. Cô tôi cái gì đó. Cặt đó mày. Những ngày cuộc sống có tốt không có khỏe không? Trong hơi ấm về đây. Chẳng hỏi thăm thế sao một câu quan tâm nào thấy đâu ngồi về ngồi đợi giấy vào nữa vấn đề anh ngồi như đợi giấy vào nơi đây bình yên trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa chờ đợi tin ai vấn đề anh quay về. Từng tháng năm trôi qua, chẳng thấy nào hiểu ra vì sao nắm giữ người vội bước đi. Còn nhớ mãi hình bóng ngày tháng nguyên khắc sâu bên chung dù mong như thích khăn trên vời nương. Có bản thân cơm không? Hồi ức nhớ về anh. Chị ba đợi kìa. Từ trong ta chỉ một cuộc tên hiểu cho anh đi. Buôn ba nơi phong trọng như là gió sương tận tâm tan. Đừng nghe anh.
cuộc sống ở nơi đây bình yên. Trong dân phong ba đất nước nơi xứ xa chờ đợi tin ai huynh đệ ơi sẽ quay về. Cùng chung bóng đỏ cái thân từ hồi còn nhỏ với nhau. Nhưng mà tôi đã thời khó không còn sao. Nhưng mà thầy đã đi xa hai nhà khi ta không còn ngày gì bên nhau ta. Từ nay mà mình sao anh kia không biết bao nhiêu trong gai đang đợi. Cùng anh đợi với nhau đến đâu không ai mai tới. Dù có bao nhiêu sóng gió xa vẫn vươn tới. Chẳng thể nào hiểu rằng ở phương trời nào cuộc sống anh có ổn khó. Đêm dài rộng lớn nước cờ anh từng bước đi bằng điều tâm thân vững tin anh. Khi đông qua đi nhất định anh quay về, về lại nơi xưa cha mẹ già ngóng chờ. Kết thúc ngày tháng phiêu du.